Phạm Khánh Chi xuất hiện với vẻ ngoài hốc bác khi chồng xác nhận tan vỡ. Ngày 10 tháng 12, khán giả ngỡ ngàng khi ông xã Lâm Khánh Chi xác nhận cả hai đã chia tay, anh không còn liên quan đến nữ ca sĩ chuyển giới nữa. Trong khi đó, người đẹp giữ im lặng, cho biết mình đang mắc Covid-19 và cần thời gian điều trị. Mới đây, Lâm Khánh Chi lần đầu xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi khiến khán giả lo lắng hơn. Cụ thể, nữ ca sĩ chuyển giới đăng tải lên story cá nhân, khung ảnh mới nhất. Không phải diện mạo xinh đẹp, lộng lẫy mà là Lâm Khánh Chi khiến khán giả lo lắng vì bức hình cô đang nghẹn ngào, rơi nước mắt. Thời điểm này cô gặp rất nhiều áp lực, chuyện buồn. Nữ ca sĩ vẫn chưa chia sẻ nhiều về nguyên nhân khiến cả hai rạn nứt hôn nhân. Đỉnh điểm đến mức Phi Hùng xác nhận đường ai nấy đi, trông cô rất buồn bã. Không chỉ tình cảm ảnh hưởng mà sức khỏe của Lâm Khánh Chi hiện cũng không tốt. Cô là F0 và đang điều trị, vẫn chưa biết nguồn lây từ đâu. May mắn các thành viên khác trong gia đình đều có xét nghiệm âm tính. Sau khi xác nhận chia tay, chồng Lâm Khánh Chi còn ấp mở việc sẽ không khai toàn bộ câu chuyện, khiến hôn nhân rơi vào bờ vực như thế này. Thậm chí, khán giả đang thắc mắc bởi lời nhắn từ anh. Sáng sống hạnh phúc bên người em chọn ngang, chào em. Vốn từ trước đến nay, nữ ca sĩ rất yêu chồng, luôn dành lời ngọt ngào và tự hào về đối phương. Chính lẽ đó, cụm từ người em chọn càng làm công chúng đặt dấu hỏi lớn hơn. Về phía Phi Hùng, sau khi công khai đường ai nấy đi, anh vẫn cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân với vẻ ngoài bảnh bao. Anh còn bày tỏ tâm trạng khá thoải mái. Buổi tối vui vẻ, bình an nhé cả nhà yêu. Từ trước đến nay, Lâm Khánh Chi luôn tự hào về ông xã. Anh là người rất hoàn hảo trong mắt vợ. Phi Hùng làm quản lý cho nữ ca sĩ, phụ công việc kinh doanh, có thể nấu ăn, chăm con. Cô từng khoe ảnh ông xã tất bật làm việc và dành lời khen. Người chồng đảm đang nhất của năm sáng nào cũng vậy, yêu lắm luôn. Anh ấy là siêu nhân đấy. Tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình anh ấy làm hết. Tìm ở đâu ra người như thế này, cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Lâm Khánh Chi và ông xã cũng nhiều lần giận hơn. Cô không hài lòng khi Phi Hùng rất đam mê chơi game. Có lúc nữ ca sĩ giận đến mức đang ngủ dưới sàn nhà. Tuy nhiên, cả hai vẫn có cách giải quyết, hàn gắn hôn nhân. Duy chỉ có lần này, chính người trong cuộc lại có lời xác nhận công khai trên mạng xã hội. Đến nay, Lâm Khánh Chi vẫn từ chối chia sẻ thêm về chuyện tan vỡ. Cô đang cách ly tại nhà và cần điều trị bệnh. Nữ ca sĩ cho biết, sau khi ổn định sức khỏe, cô sẽ có phản hồi cụ thể với khán giả đã quan tâm mình.